Cô thân ái, chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 1 của trang web olm.vn dựa theo bộ sách Chân trời sáng tạo. Ở tiết học trước, các con đã biết cách thực hiện phép cộng không nhớ trong phạm vi 100 rồi đúng không nào? Trong tiết học ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các con thực hiện phép trừ không nhớ. Trước tiên, chúng mình hãy cùng ôn lại bài cũ bằng cách thực hiện các phép cộng sau. Rất chính xác. Bây giờ cô trò mình sẽ cùng tìm hiểu về cách thực hiện phép trừ. Các con hãy lấy cho cô 57 khối lập phương. Đúng vậy, 57 gồm 5 trục và 7 đơn vị. Như vậy cô sẽ lấy 5 thanh trục và 7 khối lập phương ở bên ngoài như thế này. Ở đây cô có phép trừ là 57 trừ đi 23. Chúng mình cần tìm kết quả của phép trừ này. Tất nhiên, chúng ta sẽ dùng các thanh đã xếp để có thể tìm được kết quả. 23 thì bao gồm 2 trục và 3 đơn vị. Vậy thì ở đây cô sẽ tách ra 2 thanh trục và 3 khối lập phương. Sau đó cô sẽ để 2 thanh trục và 3 khối lập phương đó về một bên. Thì khi đó các con cho cô biết cô còn lại bao nhiêu khối lập phương. Đúng là như vậy, ở đây cô có 3 thanh trục và 4 khối lập phương ở bên ngoài, nghĩa là cô còn 34 khối lập phương. Vậy chúng ta sẽ có phép tính trừ như thế nào? Chính xác, chúng ta sẽ có phép tính là 57 trừ đi 23, kết quả là 34. Tương tự như phép cộng, chúng ta cũng sẽ đặt tính rồi tính để tìm kết quả của phép trừ này. Chúng ta có 57 sẽ được viết đầu tiên. Sau đó là 23, vẫn tuân theo quy tắc là các chữ số cùng chỉ số đơn vị sẽ phải thẳng cột với nhau và các chữ số cùng chỉ số trục cũng phải thẳng cột với nhau. Như vậy, chữ số 3 thẳng cột với chữ số 7 và chữ số 2 thẳng cột với chữ số 5. Chúng ta sẽ viết dấu trừ và dấu gạch ngang như thế này rồi thực hiện trừ lần lượt từ phải qua trái. 7 trừ 3 bằng 4, ta viết 4. Tất nhiên, chữ số 4 này cũng phải thẳng cột với chữ số 7 và chữ số 3. Tiếp theo, 5 trừ 2 bằng 3, viết 3. Như vậy, chúng ta có 57 trừ đi 23 sẽ bằng 34. Các con lưu ý là cách chúng ta tính như thế này sẽ được gọi là tính viết. Còn tính nhẩm nghĩa là chúng ta chỉ tính trong đầu mà không cần viết ra. Các con nhắc lại các thao tác để thực hiện phép tính này. 7 trừ 3 bằng 4, viết 4. 5 trừ 2 bằng 3, viết 3. Vậy kết quả là 34. Tiếp theo cô có phép trừ là 29 trừ đi 8. Đây là phép trừ số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số. Chúng mình sẽ đặt tính như thế nào? Chính xác, chúng ta sẽ viết số 29. Sau đó là số 8, viết dấu trừ và dấu gạch ngang như thế này. Chúng mình lưu ý là chữ số 8 sẽ thẳng cột với chữ số 9 chứ không phải thẳng cột với chữ số 2. Tới đây chúng mình sẽ thực hiện trừ lần lượt từ phải qua trái. 9 trừ 8 bằng 1, viết 1. Hạ 2, viết 2. Như vậy chúng ta có 29 trừ đi 8 bằng 21. Các con cùng nhắc lại. 9 trừ 8 bằng 1, viết 1. Hạ 2, viết 2, vậy 29 trừ đi 8 bằng 21. Đó chính là cách chúng mình sẽ tính viết phép trừ này. Bây giờ, cô trò mình sẽ cùng nhau luyện tập để chúng mình có thể rèn luyện thêm được kỹ năng thực hiện phép trừ. Bài đầu tiên, các con hãy đặt tính rồi tính các phép trừ sau đây. Cô có 35 trừ đi 25 và 84 trừ đi 22. Hoàn toàn chính xác. Với phép tính đầu tiên, chúng ta sẽ thực hiện như sau. 5 trừ 5 bằng 0, viết 0. 3 trừ 2 bằng 1, viết 1. Như vậy, kết quả là 10. Hay ở phép tính thứ hai thì chúng ta sẽ tính lần lượt từ phải qua trái. 4 trừ 2 bằng 2, viết 2. 8 trừ 2 bằng 6, viết 6. Như vậy, kết quả của phép trừ này là 62. Tiếp theo, các con đặt tính rồi tính hai phép trừ sau, 69 trừ 9 và 89 trừ 5. Chính xác, chúng ta có 69 trừ 9 sẽ được đặt tính như thế này. 9 trừ 9 bằng 0, viết 0, hạ 6, viết 6.
kết quả là 60. Tương tự đối với phép trừ thứ hai thì kết quả tìm được là 84. Rất đơn giản đúng không nào? Bài 3, các con hãy tính nhẩm hai phép tính sau. Rất chính xác. 90 trừ đi 30, kết quả sẽ là 60. Còn ở phép tính phía bên dưới, chúng mình sẽ nhẩm. 80 trừ 60 sẽ bằng 20, và 20 trừ đi 10 thì sẽ bằng 10. Như vậy, kết quả của phép tính này sẽ là 10. Bài thứ 4, các con hãy điền dấu lớn hơn, dấu bằng hoặc dấu nhỏ hơn. Cô có 45 trừ 5 so sánh với 45 và 20 cộng 6 so sánh với 26. Chúng mình cùng làm. Rất chính xác. Ở đây 45 trừ đi 5, chúng mình tính viết thì sẽ được kết quả là 40. 40 rõ ràng là nhỏ hơn 45. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thấy rằng 45 mà bớt đi 5 thì chắc chắn là sẽ được một số bé hơn 45 rồi. Vậy thì 45 trừ đi 5 sẽ bé hơn 45. Hay ở đây 20 cộng 6 chúng mình tính thì sẽ tìm được kết quả là 26. Như vậy ta cần điền dấu bằng ở đây. Vậy là ở bài giảng ngày hôm nay thì cô đã hướng dẫn các con cách thực hiện phép trừ không nhớ trong phạm vi 100. Sau khi xem xong bài giảng, các con hãy làm phần luyện tập để chúng mình có thể rèn luyện thêm kỹ năng thực hiện phép trừ. Cô cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo của olm.vn.